Thiện nhân ung dung khoe ảnh rạng rỡ mặc gia đình lo lắng ra sức tìm kiếm. Hình ảnh mới nhất của nữ ca sĩ Thiện Nhân trên trang cá nhân nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng, đặc biệt là khi gia đình cô đang vô cùng lo lắng trước sự mất tích của con gái và ra sức kêu cứu cộng đồng mạng. Gây xôn xao mạng xã hội từ ngày hôm qua 15 tháng 7 đến nay chính là chuyện Thiện Nhân, quán quân giọng hát Việt nhí 2014 bị mất liên lạc hoàn toàn với gia đình. Phía gia đình nữ ca sĩ cũng cho biết cô đã dọn ra ngoài sống chung cùng Ngân Trác từ đầu năm. Người thân Thiện Nhân chia sẻ, thời gian đầu với sự yêu cầu của cô Ngân Trác, gia đình chỉ có thể một tuần liên lạc với cháu được một lần và phải thông qua người này. Nhưng gần đây, gia đình mất liên lạc với Nhân và không biết cháu đang ở đâu, cuộc sống thế nào. Hiện tại cháu Nhân có sao không vì gia đình không thể nào liên lạc được với cháu, gia đình đang rất lo cho Nhân. Đồng thời phía gia đình cũng nhờ đến sự hỗ trợ của cộng đồng mạng, nếu gặp Thiện Nhân thì báo tin để mọi người được hay. Vì gia đình mất cảnh giác cho nên hiện tại họ đang không có bất kỳ thông tin gì về con gái, trong khi Thiện Nhân lại có những hành động trái ngược hoàn toàn. Giữa lúc mọi người đang cùng nhau ra sức tìm kiếm, vào sáng ngày 16 tháng 7, Thiện Nhân bất ngờ có động thái trên tài khoản Instagram của mình. Cụ thể, cô nàng đã đăng tải hình ảnh khoe nhan sắc tươi tắn và thần thái rạng rỡ. Nhìn thái độ của nữ ca sĩ, nhiều người cũng cho rằng cô chẳng mảy may quan tâm đến sự lo lắng của người thân mà ngược lại còn rất ung dung tự tại. Trước đó, Thiện Nhân cho biết thông tin gia đình đăng tải là sai sự thật. Nữ ca sĩ nói, tôi và bạn đã quyết định đến với nhau, có đặt vé máy bay đi về xin phép ba mẹ cho chúng tôi quen nhau và cho cưới nhau, chứ không phải không xin phép. Không có việc bạn dẫn tôi bỏ trốn, không cho liên lạc với gia đình. Khoảng một tuần hơn tôi không liên lạc vì fanpage của tôi, anh chị đang giữ, không được lấy lại. Tôi có nói với mẹ rằng, nếu như mẹ không nói với anh chị trả lại fanpage cho con, thì tới ngày 5 tháng 7 này con sẽ không liên lạc gì với mọi người nữa. Chứ không phải tôi đùng đùng không liên lạc đâu, đó là sai sự thật. Thiện Nhân nói thêm, cô không nghĩ gia đình lại đăng bài nói về mình như vậy. Hiện tại, bản thân nữ ca sĩ ra riêng và có công việc kinh doanh. Thiện Nhân chia sẻ, tôi chưa muốn nói về việc gia đình tôi đối xử với tôi như thế nào đâu, nhưng gia đình đã đối xử tệ với tôi. Được biết, trong khoảng thời gian vừa qua, Thiện Nhân đã có những màn công khai yêu đương đồng giới đầy mặn nồng cùng Ngân Trác. Dù bình thường khá kín tiếng trên mạng xã hội, nhưng sau khi bước vào hành trình yêu, Thiện Nhân lại thoải mái công khai những khoảnh khắc tình tứ bên nửa kia. Hiện tại, mọi thông tin về nữ ca sĩ đang nhận được nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng. Nguyễn Thiện Nhân sinh năm 2002 đến từ Bình Định, là con út trong một gia đình làm nông. Theo đuổi dòng nhạc dân ca, Thiện Nhân gây ấn tượng với khán giả bởi giọng hát ngọt ngào trữ tình. Cô từng đoạt danh hiệu quán quân giọng hát Việt nhí 2014 với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Cẩm Ly. Sau khi giành quán quân giọng hát Việt nhí 2014, học trò của Cẩm Ly vào thành phố Hồ Chí Minh để học tập và theo đuổi đam mê. Với sự dìu dắt của vợ chồng ca sĩ Cẩm Ly, Thiện Nhân ra mắt một số MV hàng triệu lượt xem như Vùng Lá Me Bay, Duyên Phận, Chuyện Đêm Mưa hay những bài nhạc Phật như Em Về Bên Phật, Em Không Cô Đơn. Bên cạnh đó, cô cũng giành được một số giải thưởng âm nhạc ấn tượng như giải Mai Vàng lần thứ 20 cho hạng mục ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca, quán quân tuyệt đỉnh song ca cặp đôi vàng mùa đầu tiên. Cũng như nhiều ca sĩ nhí khác, sau 8 năm kể từ ngày đăng quang, Thiện Nhân đang trong giai đoạn định hướng sự nghiệp ca hát ở tuổi trưởng thành. Không chỉ tiếp tục sự nghiệp ca hát, cô gái nhỏ chính thức thử sức ở lĩnh vực kinh doanh du lịch. Theo đó, trên các diễn đàn, cư dân mạng thi nhau truyền tải thông tin, nữ ca sĩ đáng yêu ngày nào nay đã trở thành CEO. Ở tuổi 20, Thiện Nhân cũng tự nhận mình dài dặn và suy nghĩ nhiều hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Cô cũng ý thức rõ sự xô bồ và hào nhoáng của showbiz, nên luôn có ý thức giữ mình cùng tâm thế lạc quan để có thể làm nghề. Được biết, mặc dù nổi tiếng từ rất nhỏ, nhưng Thiện Nhân luôn cố gắng học tập và trau dồi kiến thức để không thua thiệt bất kỳ ai. Theo thời gian, Thiện Nhân ngày càng trưởng thành cả về giọng hát và sắc vóc. Nếu như ngày trước cô bé được yêu thích với vẻ ngoài mũm mĩm đáng yêu, thì bây giờ Thiện Nhân thon thả hơn rất nhiều, ngày càng tự tin hơn.